Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. À, ngày hôm nay thì Khả sẽ lên đảo mang full phần thủ lý để tối nay đánh tăng trưởng môn đường môn như nào. Nói chung hiện tại tăng trưởng môn đường môn thì đánh cũng được thôi, nhưng mà mình đang thua thiệt với cái dòng kỹ năng này mà. Dòng bản hồi cũng như là dòng phi phong kỹ năng cũng có không có này mà. Nên là khá thua thiệt nhưng mà không sao. Trên thằng thì mình giao lưu cọ sát đánh cho vui. Nên là hôm nay thì Khả chuẩn bị cho mình thêm được bao tên thủ lý làm chậm và một đôi lưng thủ lý làm chậm. Khả mang full làm chậm nha nè, full làm chậm, và cái nhẫn này có thể Khả sẽ mang một con nhẫn làm chậm 40 nữa nha nè. Khả sẽ full thủ lý làm chậm luôn nè. Và tối nay sẽ đánh tăng trưởng môn cho anh em xem. Rồi. Đó, Khả sẽ thay vào 31. Ok. 40 sức mạnh luôn. Giờ Khả tăng lại, sẽ tăng là 40 sức mạnh luôn. Tại đi mà. À, sức mạnh đâu có tăng đâu. Nên quá cho sức mạnh. Rồi, mang vô. Rồi nè. Đó. Phòng thủ 15 cộng 1, phòng thủ 15 cộng 1. Ôi. Mang này mới được 15 cộng 1. Úi trời, càng như giai đàn nha. Thủ 15 cộng 1 nha Nam. Rồi, được Khả tăng lên. Tay là nhiều. Tay chỉ có tầm 8k thôi mà. Tay tầm 8k. Bây giờ tay 8k thôi. À, không được tay nhiều rồi. Máu 4.600. Đây nè. Tay 8k. Hay lên 8k1 nha. Lên 8k1. 8k1 cho nó nhất thêm tí rồi. 8k1 còn lại máu. Rồi, ok. Máu 4.400, ok rồi nè mày. Máu 8.000, máu 4.400. Rồi mà cái này đỡ lại. Tối nay đánh xong sẽ mang lại đồ nè mày. Nói chung là tốn 2 bộ tinh hồng máu thật nè mày. Ok. Rồi, giờ thôi, xong. Xong chất đồ tối đánh tầng chủ môn nha nè. Thủ 15 cộng 1. Đường làm chậm thì được 40, 80, 40, 120, 40 là 160, kèm với nhẫn nữa là 200 làm chậm nha em ơi. Khả năng nhẫn làm chậm nữa thì sẽ được 200 làm chậm nha. 200 làm chậm. Còn cái nhẫn này hiện tại Khả đang đi bừa căng rồi, Khả mang cho nó vui nè mà. Chứ còn đánh thì full làm chậm luôn á, 200 làm chậm. 200 làm chậm luôn. Nhẫn này là không có máu. Cái này là không có máu. À, đã có chứ. Cái này được thêm mấy chục máu. Thêm được 30 máu nè mà. Cái này thêm được 30 máu. Rồi, full làm chậm luôn. Rồi, anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải lần lên đảo này một like chia sẻ hỗ trợ nè mà. Nói chung thì đánh tăng những môn là nó khá là tốn kém ở vấn đề lên đảo phải xuống đảo các kiểu nè mà. Rồi, nhưng ngày hôm nay thì đã ok rồi. Tối đánh thì sẽ mang cái nhẫn làm chậm vào là quốc thôi. Sẽ được 200 làm chậm cho nè. Rồi, xuống đảo nè. Được môn tầm này thôi em ơi. Nhiều anh em bảo Khải thì mua nỏ hồng kim đi, đai lưng hồng kim này nọ, thật sự là quá khả năng rồi em ơi. Thì cái nỏ hồng kim tầm này là hơn giá gần 25 triệu, 20 triệu hơn một lần em ơi. Mình thì mình chưa mua được đâu. Xếp trong ban tầm này mình đang dự định mua nữa là mà chưa có rồi em. Rồi Khải được bồn cái. Rồi bây giờ chặn phong đội mình đi thiền nha em. Ok, hẹn tối đánh tăng trưởng môn nha em ơi.